cái thời của tôi thì gọi là nhạc Hà Nội, còn bây giờ là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp thì tôi cũng tham gia biểu diễn ở nhà hát Âm nhạc Việt Nam, ở nơi đó cũng các 5 năm và đã thể hiện tài nghệ của mình cũng như đóng góp vào công việc biểu diễn, đặc biệt nhà hát Âm nhạc Việt Nam là thường tổ chức, thường thực hiện các chương trình biểu diễn phục vụ cho chính phủ, cho đảng và nhà nước, và tôi cũng vinh dự tham gia vào chương trình đó. Tôi nghĩ cũng biết có một loài cây ở Việt Nam, nó một cái cây nó trở thành biểu tượng trong trái tim của người Việt Nam, của con người Việt Nam, đó chính là cây tre. Cây tre làm ra cái nhà chúng ta ở, cái cầu để chúng ta đi, và cái nhỏ nhất đó là cái tâm, mà cây đối đúng lắm, cái gì cũng có thể làm ra từ tre, và nhạc cụ cũng làm ra từ tre, đó là làm tơ rưng và cây sáo trúc. Cây sáo trúc ngay đến ngày hôm nay thì các bạn trên Facebook thì cũng biết đấy, có các câu lạc bộ thì sáo trúc rất đông và rất là hào hởi. Nó là một nhạc cụ mà được phổ biến ở trong giới trẻ cũng như là những người yêu thích về âm nhạc dân tộc. Đặc biệt là Việt Nam có một cái loại đàn là đàn bầu, đàn bầu rất độc đáo và nổi tiếng, nhưng cây sáo trúc lại hóa ra lại rất là phổ biến bởi vì tính thuận tiện của nó và rất dễ chơi. Sáo trúc của Việt Nam thì chúng ta thì nó cũng có loại dài và ngắn. Thì cái sáo này là cái loại sáo ngắn nhất, nó chỉ khoảng một gang tay thôi, và với cái sáo nhỏ này tôi có thể bắt chiếc được tiếng chim hót, bắt được tiếng chim hót, và sau đây các bạn sẽ thưởng thức một bản nhạc có tên gọi là Chipotle, hai cha con tôi cùng chim hót. Thank you.
nhất của chúng tôi. Xin kể một chút là nghề trang của tôi là ngày đầy người thầy đầu tiên và cũng là người thổi sáo thường xuyên vào phủ chủ tịch để phục vụ cho các đoàn hết của bác Hồ, những đoàn ngoại gia. Thông thường thì bác hay tiếp khách bằng âm nhạc dân tộc và đó là cái niềm vinh dự cho gia đình của chúng tôi. Và về sau thì tôi cũng thường xuyên vào phủ chủ tịch biểu diễn theo đoàn của nhà hát ca múa nhạc dân tộc cũng như theo các đoàn chính phủ đi ra nước ngoài. Một kỷ niệm của tôi năm 2004 tôi có theo đoàn của nhà nước ở thành phố Hồ Chí Minh đi biểu diễn ở Argentina, một đất nước rất xa xôi và đến khi mà tới đó thì phải mất rất nhiều thời gian để ở trên máy bay. Và khi đến nơi thì có một cái điều mà chúng tôi rất là cảm động, đó là khi qua hải quan. Khi qua hải quan ấy thì mấy người hải quan Argentina mới hỏi xem hộ chiếu mới nói là ồ đây là bạn là người Việt Nam phải không? À, đúng rồi, tôi là người Việt Nam. Cái mà bạn muốn xin bảo bạn muốn xin tôi bảo là thế đấy à, ông có tiền Việt Nam không? Cho tôi một đồng lẻ. May quá tôi cũng mang. Thế tôi cho ông nghe đồng 2.000. Có đồng 2.000, cái tờ 2.000 ông cầm lên, ông đưa cái tờ tiền vào trái tim em để. Tôi không hiểu tại sao ông ấy nói rằng tôi để trái tim không phải là vì đồng, không phải vì cái tờ tiền đó, mà tôi để trái tim vì trong cái tờ tiền đó có hình của Hồ Chủ tịch. Lúc đó rất là cảm động. Và một điều nữa, ông cũng nói tôi rất xa Việt Nam, tôi chỉ biết rằng ở Việt Nam có Hồ Chủ tịch và có ông Võ Nguyên Giáp. Chúng tôi không thể ngờ được là họ yêu quý Việt Nam đến như vậy. Khi mà chúng tôi biểu diễn ở bên đó thì tiếng đàn bầu, tiếng sáo và tiếng đàn trưng cũng họ rất là lạ với một đất nước mà âm nhạc hầu như là mang tính tiết tấu rất là mạnh mẽ. Qua các cuộc biểu diễn thì chúng tôi thấy rằng các cuộc biểu diễn chúng tôi thấy rằng cái âm nhạc dân tộc có một sự cuốn hút lạ lùng. Chỉ có điều đến ngày hôm nay thì có nhiều những ý kiến và ngay từ sáng nay tôi có ngồi trên cái tọa đàm ở HTV nói về một ý kiến cho rằng giới trẻ quay lưng với âm nhạc dân tộc. Chúng tôi hơi tranh luận có tính nhất nóng với nhau một chút, nhưng cái điều đó nó lại lặp lại đến hôm nay mà tôi phải nói rằng là trên sân khấu này ban tổ chức mong tôi rằng làm sao để làm rõ được cái vấn đề là giới trẻ có quay lưng với âm nhạc dân tộc hay không. Điều đó là cả một cái câu trả lời để cho nó rõ hơn thì thực ra tôi không cần hỏi, mà tiếng vỗ tay của các bạn vừa rồi đã động viên tôi rất nhiều và chính đó là câu trả lời. Xin chào, cảm ơn các bạn. Và ông cha ta có nói một câu là con hơn cha thì nhà có phúc. Ai mà có con mà hơn cha thì điều đó là điều quý giá. Tôi cũng có một niềm hạnh phúc đó, có người con trai, đây là người con trai cả của tôi. Còn tôi còn bây giờ tôi mới khoe người con trai thứ hai của tôi. Người con trai thứ hai của tôi đã nối nghiệp tôi là đời thứ ba thổi sáo trúc. Vừa rồi các bạn đã thưởng thức một bản nhạc có tính gia truyền. Bây giờ thì mời các bạn sẽ xem cái sáo, nghe cái sáo dân tộc của chúng ta thể hiện những bài bản nó có tính chất hiện đại, nó trẻ trung và xem nó có hay hay không. Bây giờ xin mời quý vị sẽ đến với Nhật Minh.